Sông ngoại chương 12. Nam ngồi trong phòng, chàng mang vở của học sinh ra sửa bài. Cũng như thường ngày, chàng có thói quen mang bài của Dung ra sửa trước. Mùi thơm từ vở tỏa ra khiến chàng ngây ngất. Hình ảnh trong trắng và dễ thương của Dung hiện ra như thiên thần, mùi thơm như mùi trinh nữ của nàng. Nam ngồi xuống, rót ly nước ngồi uống chậm rãi. Tại sao ta không tự chủ được ta nữa? Dung chỉ là đứa bé đáng tội nghiệp mà thôi. Không thể được, ta không thể vượt qua hàng rào ngăn cách. Dung chỉ xứng đáng là con của ta, không hơn không kém. Nam bắt đầu lật vở của Dung ra. Hai cánh hoa úa màu rơi xuống, chăm chú lượm lên. Những nét chữ trên cánh hoa khiến chàng bàng hoàng vô cùng. Tiếng gọi cửa dục dã từ bên ngoài kéo Nam trở về thực tế. Chàng dỡ bỏ hai cánh hoa vào túi áo, ra mở cửa, dáng Dung hớt hải chạy vào. Hốt hoảng nhìn Nam. Thầy ơi, thầy sửa bài chưa? Còn có để quên một vật trong vở. Nam lặng lẽ gài cửa, chăm chú nhìn Dung. Gương mặt trắng bệch yếu đuối nhưng khả ái kia, vẻ quảng hốt trên đôi mắt to đáng yêu biết chừng nào. Dung xong đến bàn, nhìn quyển vở mình đã bị lật ra. Nàng chợt hiểu rằng không cần phải làm gì nữa. Tựa lưng vào bàn, vẻ bàng hoàng vẫn hiện trên mặt. Xin thầy hãy trả lại cho em. Nam nhìn Dung như đang nhìn vào khoảng không. Con bé đáng yêu như con chim câu nhỏ, chàng đang tự chống trả với chính mình. Cưỡng lại cái nhìn của Dung, nhưng đôi mắt đen và to kia vẫn ám ảnh, vẫn theo đuổi. Gương mặt dễ thương kia vẫn nhảy múa trước mặt chàng. Những lời nói dịu dàng một cách tội nghiệp vẫn đi sâu vào tim. Thầy hãy trả lại cho em đi, em gian thầy á. Nam đến trước mặt Dung, chàng ngồi dựa bên mép giường, lấy hai cánh hoa từ trong túi áo ra trao lại cho Dung. Phải vật này hay không? Dung nhìn thẳng hai cánh hoa, nàng chẳng buồn lấy lại, ngước nhìn Nam đôi mắt chợt sáng. Đôi quảng hốt đã xa vời, nàng đã bị thu hút bởi đôi mắt trữ tình vời vợi. Đôi môi chợt rung động, đôi tay nắm chặt lấy cạnh bàn như đang siết chặt một vật gì. Dung nói như trong mơ. Thầy. Dung. Nam chợt thấy như khan cả họng, chàng đưa cánh hoa cho Dung dục. Dung hãy mang về đi. Dung không buồn nhìn lấy cánh hoa, nàng vẫn tha thiết nhìn Nam. Thưa thầy, thầy đang trốn tránh chính thầy chăng? Nam buông xuôi đôi tay, đứng dậy đến trước Dung. Em hãy về đi, hãy ra khỏi nơi này. Thưa thầy, thầy đuổi em sao? Dung đứng ngay người buồn bã, quay lưng ra cửa. Nam vội nắm lấy vai Dung, đôi tay rắn chắc khiến nàng có cảm giác yếu đuối vô cùng. Nam muốn nói một điều gì đó nhưng môi vẫn không hé ra được, trong khi Dung lắp bắp. Thầy ơi, thầy. Nam vuốt nhẹ đôi tay lạnh giá của nàng. Em đã mặc không đủ ấm. Hôm chiều cởi áo ấm ra nhưng em quên mặc vào. Dung cười đáp. Cả hai lặng yên. Nam chợt thở dài, chàng ôm vội Dung vào lòng. Dung tựa đầu vào ngực Nam, phó mặc số mệnh. Nam thì thào. Không bao giờ tôi lại ao ước được trẻ lại như ngày hôm nay. Dung ôm chặt lấy Nam, đôi mắt đang đầy mộng hạnh phúc nhìn ra bên ngoài sông cửa. Không cảnh nào đẹp hơn cảnh này. Những hạt mưa xuyên qua màn trời tạo nên những âm thanh đẹp đẽ biết bao. Nhắm đôi mắt lại và tận hưởng hạnh phúc tuyệt vời này. Mùa nghỉ trong những ngày đông lạnh giá đã đến, rồi lại âm thầm trôi đi. Đối với các học sinh lớp đệ nhất thì tiếng nghỉ chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Vì dù muốn dù không, các cô cũng phải cấp sách đến trường ngày hai buổi để học luyện thi. Sáng đi chiều về, bài vở thì càng lúc càng nặng nề. Chỉ riêng môn Anh văn cũng phải học đến những năm nguyễn, đừng nói chi đến những môn khác. Ngày tháng một trôi qua mau, thấm thoát bán niên còn lại sắp bắt đầu, nghĩa là chỉ còn 3 tháng hơn nữa là họ phải bước chân rời khỏi mái trường trung học, để 5 tháng sau đón chào ngày trọng đại quyết định cuộc đời, đó là ngày thi vào đại học. Những gương mặt xanh xao, hậu quả của những đêm thức khuya, càng lúc càng một hốc hác. Tuy nhiên quý thầy không vì thế mà cho họ nghỉ ngơi, cũng như phụ huynh học sinh không vì việc gầy ốm của con mình mà lại cho họ buông trôi sách vở. Trái lại, tất cả sự khuyến khích thôi thúc đòi hỏi càng lúc càng gia tăng.
vì cổng đại học tuy mở rộng đó, nhưng làm sao có thể vào được dễ dàng khi tỷ lệ thu nhận là 1/10. Cuộc đời thật chán quá, đến đâu cũng thấy cảnh tranh giành, kẻ mạnh kẻ giỏi thì thắng, còn ngược lại thì đành nuốt hận. Định luật di truyền đời đời từ thuở lập thiên đến nay. Mùa xuân đến với thành phố Đài Bắc thường rất sớm. Những cánh hoa đổ quyên thi nhau nở trong vườn, ngoài bờ sen, bên hòn non bộ, sắc đỏ sắc trắng chan hòa mọi nơi. Chị Hướng Dương cũng không quên vươn mình đón chào tia nắng mới. Đặc biệt Đài Loan có một đặc sản đó là hoa phục xuyên. Loại hoa này nở luôn trong 4 mùa. Trong mùa xuân thì đặc biệt là tươi tắn hơn cả, với những sắc hoa hồng đỏ trắng vàng nở khắp công viên. Những cánh hoa đèn lồng ngoe nguẩy trong gió, đung đưa những cọng râu dài lẳng lơ, mùi hoa thơm trĩ phiểu nặng đến tận lầu 3, làm các nữ sinh đang làm việc trong lớp cũng phải ngây ngất. Mùa xuân đã đến rồi các bạn ạ. À, Dung đang rối óc vì bài đại số giải mãi không ra, ngửi được mùi thơm ngất ngây, Dung vội la lên. Chà, thơm quá, đúng là mùi hoa trĩ. Vân đang ngồi trên bàn, chân gác trên ghế, đang vùi đầu trong quyển địa lý quốc ngoại, nghe Dung nói đưa mũi lên hít dài hơi, phụ họa. Ờ, đúng là hoa trĩ dưới lầu 3, trường mình có trồng một cây. Tần ngẩn lên. Nói sao? Tao ngửi mùi ngọc lan mà. Đúng là tên có lỗ mũi thôi, mùi thơm của hoa trĩ và hoa ngọc lan khác xa nhau mà cũng không phân biệt được, Vân biểu môi nói. Dung vươn vai. Đoạn Dung quay qua Vân. Còn mấy phút nữa vào học vậy Dân? Còn 40 phút. Tao phải đi tới đi lui một chút, ngồi mãi nó ê cả lưng. Dung đứng dậy. Vân nói với bạn. Dung à, mày đã dự tính thi bằng C thì đâu cần vội học dạng vật chi cho nhiều, bất công lại không ít. Dung không đáp, đi ra cửa. Tân vội nói với theo. Dung ơi, mày có đi hái trộm hoa nhưng ngắt giùm tao đó hoa hồng luôn nha. Nó mà đi hái trộm hoa, đi thăm ông Nam thì có, Vân nhún vai nói. Dung đi ra không mấy chốc vội ngược lại nhìn chúng bạn bảo. Mới ra tới cửa là gặp ông sói đầu không đội nón rồi. Thật hả? Như một tin sốt dẻo chẳng mấy chốc lan truyền khắp lớp học. Tất cả đổ xô ra nhìn. Tội nghiệp ông thầy sói đầu trẻ tuổi, đi đến đâu là bị các học sinh chọc phá đến đó, không bao giờ yên được. Dung đi xuống lầu đến công viên, ngắt hai đóa hoa hồng trắng và một đóa hoa trĩ. Đoàn đến phòng Nam, gõ cửa bước vào. Nam đang ngồi tư lự nơi bàn viết, khối thuốc bay tỏa khắp phòng. Xin mang đến cho phòng chàng một chút hương thừa của mùa xuân, Dung cười nói. Đoạn mang cánh hoa trĩ và hoa hồng cắm vào ly nước. Cầm cánh hoa còn lại, Dung nói. Còn đây là đóa hoa dành cho con Tần. Nàng nhìn Nam rồi nhìn vào gạt tàn thuốc với những quyển vở học trò. Lúc này em thấy anh càng lúc càng lười. Dung trách khéo Nam. Đoạn đưa đóa hồng lên môi ngửi, lại nhìn Nam, Dung hỏi. Anh thích hoa hồng hay là hoa trĩ? Nam không đáp, để mặc Dung tựa lưng vào bàn. Lúc này mệt mỏi quá, tối ngày thi giới cử mất ngủ cả đêm. Bài luận thi hôm qua anh đã chấm chưa, cho em xem. Nam lắc đầu nhưng vẫn không đáp. Anh chưa chấm bài à? Ừ. Thấy không, lúc này em nói anh lười lắm rồi, ngày xưa nào có như vậy đâu. Dung trách yêu Nam đoạn tiếp. Ngày hôm qua bài hình học cũng hỏng, không hiểu sao em lại ngu như vậy. Phải chi nhược nó chia cho em một tí thông minh thì hay biết bao. Nam lơ đãng nhìn ra bầu trời bên ngoài, đôi mày hơi nhíu lại như có một cái gì bân khuân trong lòng chàng. Dung nhìn Nam, cố nhịn nhục, lại bông đùa. Cho anh hay, anh chàng đón em ở cột đèn hõm rầy không hiểu đâu mà biết được tên em. Hắn viết cho em một bức thư gửi đến tận trường, khiến cô giám thị hiểu lầm. Cô hiểu lầm là em có tình ý với hắn. Sau đó giả một mách nghe muốn điếc cả tai, thật là oan. Dung ngừng nói, vẫn không thấy Nam nói gì. Nàng lạ lùng nhìn Nam. Việc gì đã xảy ra khiến chàng yên lặng như thế này? Dung bắt đầu gào lên. Sao anh không nói gì với em một lời? Tại sao? Em có làm phiền gì anh đâu mà anh nói xuất tệ với em như vậy? Không có việc gì cả, anh cũng không biết nói gì với em bây giờ, Nam nói với vẻ lạnh lùng. Anh châm một điếu thuốc mới. Dung mở to đôi mắt lặng lẽ nhìn Nam.
em đã làm anh giận phải không? Không phải. Nam tựa lưng vào ghế, đôi mắt xa xăm. Với bóng trúc bên ngoài khung cửa, những làn khói thuốc bay lên che mờ cảnh vật trước mắt. Một cảm giác bị hất hủi xâm chiếm hồn dung. Nàng bâng khuâng, không biết mình đã phạm phải lỗi lầm gì mà Nam giận, nhưng tìm mãi vẫn không ra. Hay là anh đã giận em vì mấy hôm rày không ghé thăm anh? Anh phải biết, em phải đề phòng sự ngờ vực, sợ chúng bạn nó biết lại lôi thôi. Nam vẫn không đáp, chàng hút thuốc liên miên, dung giận rung lên, những hạt nước mắt bắt đầu đọng trên mắt. Tôi đã khổ quá rồi, ở nhà bị mẹ rầy la, bây giờ đến anh nữa, anh muốn hành hạ tôi nữa hay sao? Nam chợt ngẩng đầu lên. Thôi được rồi, tôi không muốn hành hạ cô nữa, cô hãy đi ra đi, đi ngay đi. Nam nói. Từ rầy cô đừng đến đây nữa. Dung cắn chặt môi, những câu nói như tát vào mặt. Nàng ngây người ra, không ngờ Nam có thể cư xử với nàng như vậy. Nước mắt chảy quanh má, tức cười nói. Thôi được, em về, từ rầy về sau sẽ không đến nữa. Đi ra cửa, một tay bám díu vào cánh cửa, một tay mò túi tìm khăn tay lau mắt, nhưng khăn đã rơi từ bao giờ. Nàng dùng tay quẹt mắt, đang lúc dùng xoay cửa đi ra, Nam chợt mang khăn tay đến cạnh cho nàng. Xoay sang Nam, Dung bảo. Anh không muốn gặp em nữa thì cứ bảo thẳng, sao nỡ hành hạ em như vậy? Nam nhìn Dung, đôi mắt đầy lệ, với đôi môi mím chặt, trên một khuôn mặt đầy vẻ thất vọng đau thương kia, khiến cho chàng rung động. Muốn quay nhanh đi để khỏi nhìn thấy Dung, nhưng đôi chân vẫn không nhúc nhích. Nam khẽ thở dài, sự tự chủ và lòng kiên quyết đã tan theo khói. Xoa nhẹ tay Dung, Nam yếu giọng. Dung ơi, anh biết làm sao hơn? Dung nghi ngờ nhìn Nam. Anh nói như vậy là như thế nào? Nam khổ sở. Anh muốn em hãy lánh xa anh. Lánh xa anh sự hy vọng của cuộc đời mới bừng nở. Anh không muốn hại em. Em đừng đến nữa. Vậy khi em đến, anh sẽ không thể tự chủ được. Anh sẽ yêu em. Một bi kịch mới sẽ bắt đầu. Anh không muốn nó xảy đến. Bây giờ tốt nhất, hãy xa anh. Tại sao? Anh sợ tình yêu. Anh Nam, hình ảnh của anh trong tâm hồn em không làm em sợ hãi. Anh còn lo gì? Anh không sợ gì cả, nhưng anh chỉ sợ mình sẽ hại cuộc đời của em. Tại sao anh lại hại em? Phải chăng những ngăn cách tuổi tác cổ xưa hả anh? Những hạt lệ đã ráo quanh dòng mắt Dung tha thiết. Em chỉ biết rằng em đang yêu anh, thế thôi. Tuổi tác và tình yêu không liên hệ gì cả. Nam nắm lấy tay Dung, dịu dàng ngồi xuống ghế. Nam ngồi đối diện với Dung. Tại sao em bảo là không? Em nên biết rằng tôi hơn em những 20 tuổi ngoài. Tôi đã từng có vợ cũng có con. Còn em mới 18 tuổi xuân, thường ngày như con bồ câu trắng. Còn biết bao nhiêu đối tượng trẻ đẹp hơn tôi đang chào đón Dung. Nếu tôi yêu Dung, chẳng phải là tôi đã hại đời em hay sao? Thưa thầy, sao thầy mãi khư khư ôm lấy những thành kiến cổ hủ mãi như vậy? Phải chăng thầy cũng nhìn tình yêu qua đôi mắt kia? Thầy quá coi thường em mà. Vâng, tôi là con người cổ xưa rồi Dung à. Em còn quá trẻ, cuộc đời nào có đơn giản như ốc em nghĩ đâu. Cũng như cuộc đời nào phải chỉ có hai ta, mà còn có cả một tập thể mà ta đang sống trong đó. Tôi không có hy vọng một ngày kia Dung sẽ là vợ tôi. Dung yên lặng nhìn Nam, đoạn nói. Em muốn hỏi thầy một câu có được chăng? Em cứ hỏi. Dung cắn chặt đôi môi cúi đầu hỏi. Thầy có thực tình yêu em không? Hay chẳng qua chỉ là một sự yêu thích? Nam đứng dậy đến cạnh bàn, chàng hít một hơi thuốc dài, mông lung nhìn những làn khói tỏa ra trước mắt. Tôi mong rằng đó chỉ là sự yêu thích, cũng như tôi mong rằng tình cảm của em đối với tôi cũng thế. Chúng ta hãy coi như đang chơi trò cúc bắc. Một lúc nào đó sẽ buông nhau ra mà không làm hại lẫn nhau, rồi đường ai cứ đi. Nhưng tôi biết rằng chúng ta không phải thuộc vào hạng người đó. Thảm kịch sẽ xảy ra trong đời. Em chỉ cần thầy thực sự yêu em thì tất cả sẽ là vô nghĩa đối với em. Không cần biết thầy lớn tuổi, lập gia đình đã có con hay chưa, tất cả đều không cần thiết. Nhưng mà còn những người xung quanh ta nữa, cha mẹ, dư luận xã hội và hàng ngàn những trở ngại khác. Em cũng biết, nhưng mãnh lực của tình yêu có thể phá tan những trở ngại đó. Em tin như vậy. Còn anh,
Nam nhìn đôi mắt tràn đầy tin tưởng của Dung, anh chỉ biết cười buồn. Anh không tin tưởng như em. Anh nói như vậy là sao? Anh linh cảm được là anh sẽ không cưới được em. Anh đã làm em nghi ngờ tất cả. Em cứ tưởng rằng anh là con người cương quyết và tự kiêu. Thế sao hôm nay anh hèn như vậy? Nam vứt bỏ điếu thuốc trên tay, đến trước mặt Dung quỳ xuống, nắm chặt lấy tay Dung. Tại sao em lại yêu anh? Anh có gì đáng yêu đâu? Dung cười nhẹ. Em yêu anh là vì anh là Khang Nam, mà không phải là một kẻ khác. Thế thôi. Nam ngước lên, tia nhìn ngưng động nơi mặt Dung. Ôi gương mặt đáng yêu biết chừng nào. Đôi mắt lung linh diễm tuyệt, lòng Nam bỗng rung động. Một thứ tình cảm yêu mến chan hòa tình thương hại đang xao động tim chàng. Nam đứng lên ôm chặt Dung vào lòng, đặt nụ hôn lên mặt Dung, và sau cùng ngưng động trên đôi môi bé nhỏ xinh xắn